Một thông tin đáng chú ý dành cho các hộ và các trang trại chăn nuôi cũng như là người tiêu dùng. Thưa quý vị, hiện nay thì giá thức ăn chăn nuôi càng ngày càng tăng, cụ thể là đã tăng phi mã tới 40%, trong khi giá heo hơi ngày một giảm. Hiện người chăn nuôi đang có nguy cơ lâm vào thua lỗ, nhiều chủ chăn nuôi heo không muốn tái đàn. Tình hình này khiến nhiều người e ngại rằng nguồn cung thịt heo vào dịp cuối năm nay sẽ thiếu hụt trầm trọng. Triển vọng giá heo hơi có thể phục hồi mạnh vào cuối năm được xem là cơ hội cho các ông lớn của ngành chăn nuôi, trong khi lại là điều tiếc nuối với những hộ trang trại nhỏ lẻ khi họ vẫn đang mắc kẹt với số heo quá lứa, trong khi vốn đã cạn dần, chưa thể thả mới để kịp lễ Tết. Do đó, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo, nếu không nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ khâu tiêu thụ, tái đàn, thì nguy cơ thiếu thịt heo cục bộ trong quý tư và dịp Tết Nguyên đán năm nay là rất cao.